Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh tiếng Anh phổ thông Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 7 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Speaking rồi. Phần Speaking là phần luyện nói. Thế thì phần Speaking của chúng ta ngày hôm nay là một cái cũng hơi đặc biệt một xíu. Là người ta bài đầu tiên người ta cho mình nhìn cái hình này các bạn này. Cho mình nhìn bốn cái hình. Đó, các bạn nhìn kỹ bốn cái hình này. Đó, hình 1A với 1B, 2A với 2B, 1A so sánh với 1B, 2A so sánh với 2B. Thì các bạn nhìn cái 1A này, đây là những cái nhà rất là cũ kỹ đúng không? Là bằng tranh này, rồi rất là thô sơ. Đó, nhà cửa thô sơ. Trong này là trường học cũng hình như cũng có trường các bạn, nói chung nhà với trường cũng thế. Bên này là trường học. Đó, trường học rất là xây bằng bê tông đúng không? Rất là tốt rồi. Rồi bên này là công nghiệp, bên này anh nền công nghiệp này là rất là nhiều công nhân làm việc. Nhưng mà máy móc rất là thô sơ này, đó, cũ kỹ, nhà xưởng là cũ kỹ. Bên này là hiện đại, tốt hơn. Rồi, như vậy là các bạn nhìn một cái bức tranh tổng thể như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sang các cái bài tập người ta đề nghị mình làm cái gì. Ví dụ như bài tập số 1 này, người ta đề nghị mình làm cái gì các bạn này. Là nhìn cái bức tranh đó, nghiên cứu bức tranh đó, những bức tranh đó và trả lời những câu hỏi phía dưới đây. Bài tập số 1 chúng ta sẽ trả lời 3 cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là mỗi cái bức tranh, mỗi cặp tranh này, đó, mỗi cặp bức tranh đó, mỗi cặp tranh đó nói với bạn điều gì? Rồi, thôi mình trả lời từng câu luôn rồi sau đó mình hỏi câu 2, mình trả lời câu 2 cho các bạn dễ theo dõi ha. Đó, mỗi cặp bức tranh nói với bạn điều gì? Vậy thì đây là phần luyện nói đúng không các bạn? À, phần luyện nói thì chúng ta sẽ tập trung luyện nói bằng nha. Chúng ta sẽ nói chậm từng câu từng chữ để các bạn hiểu. What does each pair of pictures tell you? Rồi, vậy thì ta trả lời câu hỏi thứ nhất là thế này. Đây, câu hỏi thứ nhất của chúng ta này các bạn này. Những bức tranh này chỉ ra rằng có gì các bạn? Có một sự khác biệt lớn. Có một sự khác biệt lớn giữa quá khứ và hiện tại theo nhiều cái khía cạnh khác nhau. Theo nhiều cái khía cạnh này các bạn nha. À, ví dụ nó khác biệt nào thì đi vào những câu hỏi cụ thể thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Rồi, cái khía cạnh này các bạn phải phát âm này. Aspect này. Aspect đó, of life. Nhiều khía cạnh của đời sống. Cái chỗ này là cái phiên âm cái chữ này các bạn nha. Đó, chứ không phải là một cái chữ đâu. Đây là phiên âm quốc tế của cái chữ này nè. Đó, aspects, nếu mà số nhiều có chữ S xong là nó nhá các bạn nhá. Rồi, thì các bạn luyện nói câu này các bạn phải nói thế này. These pictures show that there is a great difference between past and present in many aspects of life. Rồi, đó là câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai. What changes can you see in each pair of pictures? Rồi, vậy thì gì? Những cái thay đổi nào mà bạn có thể nhìn thấy trong mỗi cặp của những bức tranh đó? Rồi, vậy thì câu này chúng ta nhìn thấy thế này. Đầu tiên. Đây. Đây nha. À, mình dịch trước cho các bạn hiểu rồi chúng ta liền nói sau. Cái cặp tranh 1A là cái bức tranh 1A này và bức tranh 1B chỉ ra rằng bức tranh 1A và bức tranh 1B á, bên đó các bạn thấy rồi đó, chỉ ra rằng có một sự khác biệt trong việc xây dựng những ngôi nhà và những ngôi trường. Đó, các bạn thấy chưa, được chưa? Sự khác biệt trong việc xây dựng những ngôi nhà và những ngôi trường. Rồi, chúng ta cụ thể hơn một tí. Những ngôi nhà và những ngôi trường trong bức tranh 1A thì là nhỏ này và thấp này. Trong khi đó là những ngôi nhà và những ngôi trường lúc này chúng ta không lặp lại những ngôi nhà và những ngôi trường nữa. Chúng ta chỉ cần the ones là số nhiều này là nó thay thế cho cả cái cụm này. Đó, các bạn nhớ cho mình nha. Đây là cách dùng tiếng Anh rất là chuẩn. Đó, những cái ở trong bức tranh B á, 1B á thì cao, vườn to và cao, đó các bạn ha, to và rồi to cao cao to, các bạn như vậy được rồi. Vậy thì các bạn hình dung được
là chúng ta đã trả lời với cái bức tranh 1A và 1B. Rồi bây giờ đến bức tranh 2A và 2B các bạn nha. Được rồi, mình sẽ lượt nói sau. Mình nói hết cái ý của cái câu 2 này cái đã. Bức tranh 2A và bức tranh 2B chỉ ra rằng có một sự khác biệt giữa trong ngành công nghiệp chứ không phải giữa trong ngành công nghiệp. Trong bức tranh 2A đó các bạn. Đây. Bức tranh 2A chỉ ra rằng những cái máy móc rất là cũ kỹ và nghèo nàn và kém, và có rất nhiều công nhân làm việc. Nhiều việc được hoàn thành bằng tay của con người. Đó. Trong khi đó bức tranh 2B thì ngụ ý rằng hướng đến rằng ngụ ý rằng là nền công nghiệp hiện đại với nhiều máy móc hiện đại và có không có chứ và không có nhiều những công nhân bởi vì nhiều việc đã được làm bởi những cái máy móc rồi. Đó các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nói. Đây, câu 2 các bạn để ý đây. The picture 1A and the picture 1B show that there is a difference in building houses and schools. The houses and schools in picture 1A are small and low. The ones in picture 1B are tall and high. B. The picture 2A and the picture 2B show that there is a difference in the industry. The picture 2A shows that the machines are old and poor, and there are a lot of workers. Much work was done by hand. The picture 2B refers to the modern industry with modern machines, and there are not a lot of workers because many things are made by machines. Đó. Rồi, như vậy là cái câu 2 chúng ta cũng đã làm xong. Bây giờ chúng ta sang câu 3. Bạn nghĩ gì? À, quên, bạn nghĩ người ta này, bạn nghĩ này, bạn nghĩ người ta đã làm gì? Bạn nghĩ người ta đã làm gì để đạt được những cái thay đổi này? Đó, những thay đổi của bức tranh 1B và 2B đó các bạn. Đó, bạn nghĩ là người ta đã làm gì để đạt được những thay đổi này? Vậy thì câu 3 các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn thế này. Đây. Họ ắt phải, đây cái chỗ này á là một cái chỗ cấu trúc rất là hay, tí nữa mình phân tích cho các bạn. Họ ắt phải đã có những biện pháp quan trọng để thúc đẩy hay là thúc đẩy các bạn, thúc đẩy là hay nhất sự phát triển của quốc gia. Đó, ví dụ như họ có những giải pháp cải cách kinh tế đó các bạn. Vậy thì các bạn để ý cái cấu trúc chúng ta dùng này, must have cộng với động từ V3 này, cộng động từ ở cột số 3 đó các bạn. Vậy thì cái cấu trúc này á là cái cấu trúc là một cái suy đoán có cơ sở, một suy đoán một sự việc ở quá khứ nhưng nó được dựa trên cơ sở ở hiện tại. Thế thì đây là trong cái phần ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 á, trong cái unit 5 6 đó mình cũng đã giảng các bạn rồi. Hình như hai unit đó là một trong hai unit đó có cái phần đó mình đã giảng rất là kỹ cho các bạn, nhất là phần ngữ pháp đó. Cho nên các bạn theo dõi, các bạn xem lại theo dõi cả hệ thống thì bạn nắm nha, từ các unit đầu tiên cho đến những unit sau cùng. Rồi, vậy thì dựa trên cơ sở hiện tại chúng ta đã thấy những thay đổi như vậy thì chúng ta đoán rằng trong quá khứ chắc hẳn là họ đã có những cái biện pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. They must have had important measures to promote the development of the country. Đó các bạn nha, nhớ số nhiều the chỗ này số nhiều nha. Rồi, đó là những cái biện pháp đó các bạn. Nó như vậy là bài tập số 1 của phần luyện nói của chúng ta đó thì cũng đã xong. Chúng ta trả lời ba câu hỏi này rất là đơn giản thôi. Đương nhiên thì chúng ta cũng đã dựa những cái thông tin trong cái bài đọc cũng tương đối đó, nhưng quay sang cái phần nói này thì nó ít rồi, chứ cái phần luyện đọc thì chúng ta tập trung nhiều. Rồi, vậy thì cái bài tập số 1 hết thì hẹn các bạn ở vài phút nữa để chúng ta làm bài tập số 2 của phần luyện nói này các bạn nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh.
một việc làm nhỏ các bạn thôi nhưng mang lại cho mình niềm vui lớn đó các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Chào các bạn.